Thôi hôn má em đi. À hôn má mày. Bị ai chơi đồ hôn má tôi. 400 đô. Thôi đổ qua hôn má. Hôn má nhiên thôi được rồi, cho hôn má. Ờ hôn má đâu có tiền đâu. Cắn cái màu dưới thôi. Đó. Cắn cắn nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. Lát người ta nuốt luôn. Con bò bò bị chú đi hôn má lát con nha. Bị rút tin nhắn rồi. Bên YouTube á. Răng tung tăng đi trước, môi lại. Anh bò bò bị rớt hả? Tin nhắn anh bị bên YouTube giữ lại cho anh. Em vô anh nhắn gì vậy? Nhắn bị gì vậy? Đừng đi hồ thì cử nha. Giờ có chơi không? Có chị Nhiên đồng ý rồi, Lộc có đồng ý không? Bộ kèo nào Lộc cũng xuống kèo quá đó, bởi kèo quá Lộc ơi. Đó gì nó đánh ghen là 10 triệu nha. Không, bây giờ xin chị Nhiên Khanh đi, chị Nhiên Khanh ơi. Bây giờ là anh Lộc làm cái chương trình này là cũng là vì 200 đô, 400 đô đó về cũng đưa cho chị Khanh. Thì bây giờ chị Khanh cho mượn cái mượn chồng. Cái bộ môi quyến rũ của anh Lộc mini. Dạ, Lộc này Lộc đẹp ghê á. Đánh răng chưa? Trời ơi. Trời ơi. Ghê quá rồi. Gì kìa. Không mơ đẹp ba chứ. Đó. Ây da. Đó dở ra. Dễ sợ. Giờ sao? Bây giờ chị Nhiên chịu rồi đó, còn Lộc không chịu, Lộc cứ kè kè cưa hoài Lộc. Lắm thì chị Nhiên đẹp hơn Simlet đó. Đó, nãy chơi Simlet giờ cái chị Nhiên nè. Đồi núi có, nãy đòi là nó nói đòi núi không có. Ờ, ừ, đúng bây rồi. Giờ đòi núi có đó. Bây giờ là gái 100% lại không hôn là sao? Thấy không, gái một con trong mòn, con mắt trai một mắt đừng quay qua con ba ơi. Đúng cái này nè, cái gì mà cứ vớ tay hoài, tay bây giờ đó. Ủa ly nước vậy? Giờ làm sao? Quyết định. Nóng quá. Quyết định gì đi khi... cho quà mọi người. Ủa kỳ vậy? Trời ơi. Ồ quá chứ người đứng còn luôn rồi đó. Quá chứ đứng còn quá trời luôn cả nhà. Mất cục vui quá. Rồi dám chọn. La lên kìa. Không chịu ăn. Là mất cục vui quá. Trời ơi má đi. Nếu mà hôn má là 20 ngàn. Em hôn anh Lộc đi. Mà anh Lộc ơi. Anh Lộc. Nè muốn gì? Bây giờ em thấy sao vậy? Đó được. Vô đây vô đây. Được rồi, được rồi, được rồi. Đây nè, không ngồi đi. Xích lên đây. Đây có quà nè chị. Xích lên. Kìa ban đêm rồi tự mình leo xuống đi Lộc ơi đó. Chán Lộc ơi, kèo nào cũng bởi đó. Chán Lộc ghê luôn rồi kìa. Đó Lộc ơi, Lộc mới hiện giờ thì nè, 400 đô mà ổng chơi dằn luôn, dằn cọc luôn á. Đó 400 đô nha cả nhà. Chơi lớn luôn, chỉnh mình chơi lớn luôn. Thấy không thấy tập trời quá trời. Rồi cuối cùng Lộc thua nữa rồi cả nhà ơi. Kèo là kèo thứ tư luôn rồi đó. Ừ đúng rồi, kèo này kèo tư ai cũng hứa. Hoài đầu ba kèo rồi. Ừ. Đúng rồi. Trước đó là một kèo nữa. Kèo nào cũng vậy. Ừ. Anh ba 100 nè, chị anh Vũ 200 nè, 100 là mỗi người 200 muốn chết. 5 phút rồi. Ừ. Chị Nhiên đồng ý đó, chị Nhiên dù chị Nhiên gái nè. Chị Nhiên không sợ. Này là gái 100%. Ừ. Ok thôi, ai về tôi chơi. Ừ. Okay. Không? Ok. Bình thường hơn cái gì đâu trời. Sao? Mùi hay ngốc vậy? Dạ. Kìa, anh chị anh Vũ nó gọi tên là Lộc Léo. Trời chết là Lộc Léo lắc luôn. Chết mẹ. Cho không có thông cái má thôi mọi người ơi. Cúng má đâu lấy tiền được. Tại vì lấy cúng má mà lấy tiền. Mình cũng không được. Đúng rồi. Mình cũng không được bình thường. Đó. Ba ngồi liếm môi hoài mà không. Ừ đúng rồi. Ngồi liếm môi hoài à. Kìa có Hân Nguyễn đó kìa. Mời phó bao nhiêu phút kìa, 10 triệu đó kìa. Nhắn tin cho quán. Nhắn tin cho vợ. Vợ ơi. Anh đem 5 triệu về. Kẹo trường kẹo ông của trường. 200 đô đi. Thôi này game trên đây là mọi người nói Lộc chứ không phải không đổi được. Ok nhưng mà Lộc không có chịu hung đâu, cho Lộc ly nước uống trước đi. Trời ơi chán Lộc quá nghỉ chơi. Trời ơi đó anh bo bo quỷ kèo đó, Lộc chơi bởi quá Lộc ơi. Đó em làm sao đến bo bo khức giọng em luôn á Lộc, khức giọng quá đó. Chỉnh Quỳnh ra cái đây không má đi. Trời không má ai không chạy được. Ủa sao nãy Lộc, ủa nãy Lộc nói là đồi núi chập trùng là được rồi mà. Cảm ơn gì? Không má ai không trả được. Đúng rồi. Cảm ơn gì?
hung má là hung xã giao mà đúng không? Mình hung má hung gì đầy á. Chứ mấy em tài trợ cho 22 người 2 viên kẹo nè, ăn cho nó thơm miệng đó. Đó, trời, quán tài trợ 2 viên kẹo à. Đó, Lộc đã im lặng luôn rồi. Rồi, thua kèo này cả bài, kèo khác còn Lộc là hết ai dám bài luôn rồi. Bài cái này chỉ cứ bài đầu á. Quá vô đó. Giờ Lộc nhắm mắt cho chị Nhiên hung Lộc thôi được không? Không đâu. Thôi cho chị Nhiên hung Lộc à. Không đâu được, không đây phải không? Ông môi, có lưỡi. Đó, nhìn về, nhìn về. Đó, giờ Lộc cuối cùng. Cười. Đây bên đây trời. Ngày mai bị mất kinh nữa nè, đúng rồi Vinh Vũ ơi. Lộc không hung ngày mai mất kinh nha. Đúng rồi, đó Vinh Vũ lên tiếng là Lộc xác định đi nha. Đúng rồi, mà Lộc hung mày ngày mai cũng mất kinh luôn. Mai vậy thắng kinh rồi. Đó, Lộc chắc chắn là sập kinh quá, đúng rồi. Vì anh Vũ số 1 đúng rồi. Đó, Vinh Vũ là số 1 nha cả nhà. Rồi sao? Rồi chào chương trình giờ sao? Rồi giờ ăn kẹo là phải chơi nha. Rồi 400 đô để đây chờ sẵn Lộc đó. Có 5 phút là hai cờ này về tay Lộc rồi. Nãy giờ 2 tiếng một chưa được rồi. Đó bị bi ra nè. Ôi bờ mồi ấy lộn tao bớt phép lờ mồi đó nha. Đó. Này là sao? Sao vậy là cũng sao? Cái này chỉ giá là 400 đô này giờ là muốn như thế nào? Sao? Rồi Lộc nói là né không rồi. Đó giờ Lộc sẽ im lặng luôn rồi, Lộc không biết làm gì luôn khi Lộc bởi kèo. Rồi tưởng gì nãy giờ ông đùng đùng tưởng. Có nãy em nghĩ là kèo chị Nhiên là chắc cú luôn á. Tép hồ vậy. Kèo xin nét chơi xin nét xấu giờ cái chị Nhiên giờ muốn kèo. Chị Nhiên đẹp vậy em chơi. Nè chị Vũ nói Lộc chảnh chẹ quá nè, không chơi nữa. Đó. Bây giờ biết bao nhiêu con người đang đòi hung Lộc không chịu. Không có ai được chạy ra đường giờ ai không mà cho 200 đô đâu, chỉ có ở đây thôi trò chơi. Cô nói tức tiền vô đi chị cả Lộc nó lử tiền. Trời ơi, không có nha. Đó nãy giờ Lộc nhìn tiền vui ngoài. Vui vẻ là giờ Lộc giải thích đi. Hả? Giải thích đi. Giờ sao chương trình Lộc có chơi không? Có chơi không? Không muốn nữa nha, chơi không? Đừng lại lần cuối nè. Có người lên nữa rồi đó. Rồi chuyến này là Lộc thua rồi. Có này cái Lộc hết làm YouTube được rồi. Lộc không được cái gì Lộc phải làm những cái điều người ta làm không được, đúng không? Thấy người ta làm YouTube không, có những cái người ta không làm không, mọi người làm không được mà mình phải làm được mới hay. Chuyến này Lộc bởi rồi. Nhìn chị Duyên mà liếm môi hoài luôn. Chảy nước miếng mà không chịu không. Ủa sao qua đi ngồi. Thôi ngồi ngồi mất cầm tay. Lạc có không? Về qua đi. Còn má. Tự nhiên chị em ta. Tôi cần tiền chứ đâu kẹt tiền đâu. Tôi cần tiền chứ đâu kẹt tiền. Đó nghe chưa Lộc. Tôi cần tiền không kẹt tiền không hai. Tự nhiên chị em ta. Tự nhiên tào lao. Chưa mà tại vì mới quay ở bên kia bây giờ về. Thế chưa mày mệt giờ hơn rồi ca. Đó giờ còn cũng chắc hưng clip đây quá mọi người ơi, chứ giờ Lộc cứ vậy hoài. Đó giờ Lộc là hết cứu rồi cả nhà ơi, không còn gì để cứu. Thiếu 4 kèo, kèo này kèo tư rồi mà vẫn gì. Cầm chữ vậy là gì? Đó lên comment đi, 11 giờ không luôn, kết thúc like cho mọi người. Chưa nha cả nhà. Đó like thêm tí nữa còn kết thúc like nha cả nhà. Lộc bởi quá nên cái like này. Quá à. Quá bể luôn rồi Lộc này. Nãy giờ bao nhiêu người hùng hổ cũng đúng rồi, chị Ánh Quỳnh cũng đã lên tiếng ra cái đây chơi rồi. Hay là bây giờ ông không thích con gái. Hả? Ông không thích con gái thì ông chuyển bằng Lâm. Được không? Đó. Được. Đó Lâm là Lâm. Không má. Được. Không má. Không má. Không má. Không má. Chim lấy cũng là đàn ông nha. Thường lắm rồi. Đó nè. Chuyển quan Lâm đẹp trai luôn à. Lúc lửa 5 phút. Lộc chỉ thích con gái. Trời con trai không chịu đâu. Nãy giờ con gái đâu chịu. Nè sợ đúng vợ không? Sợ vợ không chịu. Nhắn tin cho vợ chưa? Hả? Nhắn tin cho vợ chưa?
chưa nhắn đi chứ tối nay ngủ ngoài đường nữa. Giờ nãy giờ anh giỡn, giờ giờ đừng có hiểu lầm nha. Quá trời. Đội này lỗ cài của chị Duyên nhiều lắm đó nhờ. Cái gì? Tao ba, tao mất công mình nổi người ta mất công đòi xin chữ ký nữa nhờ. Này chữ ký đó, tao quỷ ông ngồi xin ký. Ông gì đâu cài kèo mà muốn chơi. Đâu cái kèo đợt trước là ra ai đó cũng hỏi rồi. Ôi, cái gì cái vụ làm sao rồi? Thì đó tại muốn làm chi? Đúng rồi, mình làm thôi có đâu. Tại Việt Nam nói là làm mà đúng không? Người ta nói là nhớ lại mình không Việt Nam làm nó là làm than thở gì nhưng mà em muốn chơi giống Việt Kiều em không muốn đổ nữa bây giờ đất lở lập đất rồi lập đổ đi nước luôn đất quá đổ đi nước luôn á lắc đổ đi nước lên đầu lọc luôn á nói là làm không nghe hả bạn rộ nói Việt Nam nói là làm em biết đó là khỏi còn nữa mấy người nè cái nói cơ hội chỉ có một lần Lộc làm chán quá bài kênh nữa này Lộc ơi sợ quá cha mất mệt quá rồi Lộc ơi hung cho Lộc không hung chị Nghiên là anh Hậu Nam hung đó chó nghe chưa đó, mình hung đó nha Nghiên rồi đó nghe chưa nghe chưa tay ơi đó nhìn chị Nhiên hoài vậy mà cái kèo nãy lên cái gừng cái đỉnh luôn á chị kiểu là thì cứ lên 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 càng ngày càng dâng trào mà càng Lộc làm cái mức khính tụt ngang luôn. Mà trong khi chị Nhiên không sợ Lộc sợ gì thì chơi game kèo thôi mà ờ còn có hồi một lần mà Lộc làm chán quá đúng rồi anh ba giờ cố một lần hay tốt để giết da cho đó kèo cho Lộc luôn nha cả nhà Lộc nay xuống màu xanh rồi đúng rồi cô nha cô xanh lè luôn cái mặt Lộc xanh lè quý có ra về vợ chở gì đâu xinh quá trời luôn mà chị Nhiên xinh quá nên Lộc ngại ờ. Đúng rồi Phạm Hậu ơi nhìn chị Nhiên giống như kiểu Lộc cái gì cũng nói được á lúc đầu thì nói này không có đâu mà nãy giờ thấy chị Nhiên liếm mồ hoài luôn á Phạm Hậu ơi thử này không có quay chắc Lộc dám không quay là xong rồi mày tắt máy quay không biết Lộc làm gì thôi giờ tắt đi bỏ cái clip này đi chứ không ai coi đâu kêu Lộc bỏ cái like này đi không ai coi đâu nói thiệt á thì dám hung không không cái like này bỏ rồi không đi chỉ coi lúc này thôi không sao đúng rồi đâu không bỏ không đăng đâu đúng rồi xong là cắt liền biết mực cho Lộc cái chỗ nào hung bỏ cắt bỏ chơi không chơi không đó cho suy nghĩ đó đường hung mà được 400 đô giờ ngủ rồi đó giờ vô coi 50 người coi bây giờ ông mua một cái rồi bảo đảm lần sau lên 1000 người coi còn đó đúng không luôn ông hot liền đúng rồi muốn làm YouTube cũng đỡ khổ nữa đúng không đúng không đó giờ làm 3 năm không bây giờ nổi giờ làm một cái nổi lên liền luôn bảo đảm trong cái clip này cái là lấy sao được đăng ký ngày mai liền á đúng rồi đang lên mà đang lên cái phong trào mà đẩy lên luôn phải gọi là bắt cái lấy cái cơ hội của mình đúng rồi cơ hội làm này xong rồi Lộc làm chơi bao luôn bàn đạp đâu phải lúc nào cũng có đâu đúng rồi người ta đã đưa bàn đạp cho mình đi rồi mình cũng đi còn đạp cũng đạp là do mình thôi đó không hồi nãy hồi nãy kia giờ gì mà chở rồi không hồi nãy BD kia đứng cái đóng người luôn giờ không ai hết không dám hơi bị run quá người ta phụ nữ người ta đẹp vậy người ta không mắc cỡ thôi mình mắc cỡ đúng rồi giờ xuống lai Lộc dám hung không mày trong khi gì xuống lai Lộc dám hung không mình nó phải người nổi tiếng nữa giờ nghe nè hổ hết con tự họ biết gì mà cầu không ta biết liền không biết ở chị Nhiên nổi tiếng lắm nha ở TikTok ai cũng biết như bánh cầu mà không biết đó chị Nhiên còn không sợ nữa còn Lộc không có gì hết chị Lộc YouTube ai biết không Lộc phụ hồn ta biết chứ Lộc YouTube không ai biết nha lỡ mà hung cái chừng nổi lên đúng không làm nó khỏe không có bậc thang đi lên top ra hung cây cột điện đi Lộc có coi TikTok chưa em đáp TikTok Nhiên nha em bánh cầu đó nha nổi lắm đó nha giờ cũng phải mấy triệu lô rồi Lộc ơi hút thuốc lấy cam đảng hả Lộc kìa Bà kinh sinh cái động lực cho Lộc đang rung quá kìa. Anh nhìn khi Vy vô hôn Lộc cái Lộc đẩy cái chị Nhiên luôn Vy thấy chị Nhiên đẹp quá rung á mà hơi vòng bị bớt gối rồi mọi người
Sao? Trời sao Hùng Vivi lấy nhiêu để biết nè. Sao lâu quá vậy cha này á. Trời ơi nãy giờ 2 tiếng đồng hồ. Vivi có chồng rồi. Ủa? Chồng ủa mà Vivi chấp nhận mà cái kèo đó. Cái kèo đầu tiên á là 200 đồng. Dễ rồi bị em không đuối quá em không chịu đâu. Quá giỡn. Cái kèo. Đó thôi còn cũng xin kết thúc clip tại đây nha. Lẹ đi. Sao sao. Đó kèo này là thua cả nhà. Lộc Lộc làm thua quá bể quá cả nhà ơi. Đuôi vẻ nha cả nhà ơi năm nay. Dạ còn kính chào quý cô chú anh chị nha. Hôm nay sẽ thông báo là còn sẽ nhận lái xe từ 4 chỗ tới 7 chỗ nha. Đi khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nha cả nhà. Đó những ai mà nhà có xe mà không có tài xế còn sẽ lái luôn nha cả nhà. Đó dù lái đi đây đó thì nó cũng cứ lái theo cổng của khách nha cả nhà. Đó dù khách cũng đi đâu cứ alo còn trước báo cho còn trước. Nếu nhà mà không có xe thì còn bên còn có xe để chở khách nha. Nếu mà có xe thì nói chung là không có tài xế thì còn sẽ lái làm tài xế chở mọi người cũng đi đâu đó cũng được nha. Có mọi người có thể ủng hộ còn nha. Thì kinh tế bây giờ quay cũng khó khăn nên còn cũng tranh thủ kiếm thêm những chiếc xe ở ngoài ở các tỉnh hay trong thành phố nha. Nếu mà những anh chị nước ngoài về đây mà muốn đi đây đó cứ bốc còn đi hỏi còn thì còn sẽ đưa đến những điểm du lịch để cho cả nhà có thể đi đây đó cho biết nãy dù mình có thể về quê thăm gia đình hay là bất kể đi đâu cũng được nha cả nhà. Cái alo còn còn sẽ sắp xếp để chở mọi người đi nha, chuyến đi vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà nha, bye bye.